Rồi, mình chào toàn thể mấy anh em đánh chim đêm nha. Thì bữa nay mình lại tiếp tục đánh chim đêm nữa anh em ơi. Mấy ngày nay mưa gió quá trời rồi. Bữa nay nắng nguyên một ngày luôn. Gió bữa nay riu riu riu. Chiều nay thì lặng gió luôn anh em ơi. Đứng gió luôn rồi. Mình vẫn đánh bãi cũ nha anh em. Rồi mấy anh em đánh chim đêm tháng 11 này ổn không? Mấy anh em đánh chim đêm tháng 11 này chắc cũng đủ ngày công quá. Dùng mình này tháng này thì cũng đủ ngày công anh em ơi. Đêm gì ba bốn con chích à. Năm nay thì chim đi rất là kém luôn. Giờ chim giờ còn không còn nhiều nữa. Còn rất là ít nữa. Năm nay anh em ra tay lưới quá trời rồi. Nên chim cò gì chia nhau đi ra chỗ kia mớ, chỗ này mớ. Vậy mấy anh em có ngày công để mà nuôi cho gia cảnh. Cái miếng này nè là vẫn chưa cắt luôn anh em. Nói là bữa nay cắt mà bữa nay không cắt luôn. Chắc để tới ngày mai nữa quá. Còn hai miếng. Miếng bờ này. Bờ này qua đó một miếng nữa là hai miếng. Còn cỡ chục công à. Cái bữa chưa hôm qua đó mình đánh đánh bẫy với nó đó. Chào tay mình á. Bẫy lúa đó đó. Nay mình chuyển qua bên đây rồi. Bữa nay mình chuyển qua bên đây lại. Chuyển bờ này nè. Bờ này bự chút xíu. Với lại bên đây là bãi đất hoang. Không có làm lúa hết trơn, nước lên nhóc luôn anh em ơi. Điều view cánh đồng cho anh em xem buổi chiều. Thì vẫn là cánh đồng bãi cũ. Nhưng bữa hổm thì mình không có quay ở đây. Mình bữa hổm mình đánh bờ bên kia. Bờ bên lúa kia. Bờ bên đó đó. Mà bữa nay mình đi qua bên bờ này rồi. Mình tưởng là bữa nay cắt nè. Hỏi ông chủ lúa, ông chủ ruộng á là nói là bữa nay cắt. Nhưng không biết tình hình sao mấy cắt không xuống cắt luôn. Chín đỏ hết rồi. Cái mình mới dời lưới qua bên đây. Bên bờ bên đây nè. Tính là cắt bữa nay lưới mình lên vậy luôn rồi. Rồi không cắt rồi mình hạ xuống luôn. Chiều nay mình mới lên. Tưởng cắt đi có chim cò gì nó bay ngang qua đây thì nó dính lưới mình. Mà bây giờ không cắt luôn. Ngày mai chắc mới cắt. Đó anh em thấy không, bữa nay là đứng gió nha. Bữa nay trời rất là đẹp luôn. Năm nay thì chim đi đi kém lắm anh em ơi. Chỉ có ở ngoài miền Trung với lại miền Bắc thôi.
thì ngoài đó gà với chích gì cũng đi bên đó khá khá nha, thấy mấy anh em nào quánh thì cũng ok nha. Thì có một bạn thì ở ngoài miền Trung nói hai bữa nay mưa trắng xóa luôn rồi mà vẫn đánh được được ba con chích một con gà vậy đó, cũng ngon rồi anh em, đủ ngày công rồi. Còn vùng miền Tây của mình năm nay thì chỗ vùng nào có chim đi thì anh em đánh thì còn khá khá chút. Mình lâu lâu thì cũng quả trận một lần anh em ơi, nhiều khi đi đi cánh đồng mà chim cò nó ở nhiều quá không ai đánh đó, thì nó dồn về đó, lâu lâu mình bứt một lần cũng được 6-7 con, 8-9 con, 10 con này kia cũng đỡ. Rồi mấy hôm nay thì có 3-4 không à anh em ơi, gà là mình chưa thấy luôn anh em, bữa hổm được gà trống à con à, lâu lắm rồi mới thấy. Chiều con chuột nghịch kêu kìa, kêu bầy. Tối nay mình đánh chừng nghịch luôn, chút xíu mình phát máy mình đánh cần cuốc đại anh em ơi. Cần cuốc nghe tiếng quen hết đâm rồi, cần cuốc mình đánh được đêm 2 đêm mà anh em ơi. Đêm thứ ba thứ tư thì nó quen tiếng rồi, nó không còn đâm nữa. Thấy gì cần cuốc nó khôn lắm nha. Cái bãi nào mà anh em nào không đánh á, lâu lâu mình đi đánh á là vô luôn đó, mười mấy 20 con. Kiếm chỗ nào mà đất sình sình chút xíu á, cần cuốc nó hay ở đó lắm, nó ăn con trùng này kia. Con chuột nghịch này nó kêu rồi, cứ tách 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 kích kích giống như con chích vậy. Sao ông trời bữa nay đẹp không anh em, đứng gió rất là đẹp luôn, không biết tình hình tối sao đây. Tối nay sao nhiều, bữa nay thì cũng trăng cũng lên rồi, lên nó lên tới đây rồi, chắc cỡ khoảng 8 giờ mới lặn xuống anh em ơi. Con gà bay, gà bay, gà bay, gà bay, gà bay, gà trống, gà trống bay lên đó, đó đó, gà trống bay, gà nó còn ở đây nè, còn ở trong lúa đây nè. Bữa hôm mình được con ở trong lúa đây nè, không chịu lên nè anh em. Mấy ngày nay mưa gió quá trời rồi, gió quá anh em ơi, gà không chịu đi, thời tiết cũng lạnh lắm. Bữa nay đứng gió nha, tối nay cố gắng kéo nó lên nè, nó gớt về bãi của mình rồi, mình sẽ đánh nhỏ thôi anh em ơi. Chiều nay tâm sự với anh em chút xíu thôi anh em ơi, giờ cũng chiều rồi, chuẩn bị phát máy đánh cần cuốc luôn rồi. Rồi bữa chiều mình chúc cho cả nhà tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân yêu nha. Rồi mình xin phép bóc máy luôn anh em ơi.
màn hai cảnh một. Đánh chim đêm không còn xa lạ với anh em chúng ta nữa. Trong khi chờ đợi thì bây giờ cũng đã sáng luôn rồi anh em ơi. Giờ này anh em sao rồi? Còn mình chắc ăn cháo luôn rồi anh em ơi. Chiều thì đứng gió mà tối thì lại gió. Sáng nay dính cò 2-3 con. Cùng núp bay lên, dính, 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 dính. Gà, gà. Gà gì? Chích, chích. Trời, giờ này lên con nữa anh em ơi. Nhìn con chích nè. Chích tơ không luôn. Đây. Trời ơi, nó bay từ lúa ra. Để anh bắt cái nó cả nhà ơi. Nói chuyện với anh em nó tung lên luôn. Ở trong lúa nó bay lên luôn. Để anh bắt nó cái. Mình gỡ xong rồi anh em ơi. Chích tơ. Tưởng con gà bay lên chứ. Có con gà trống này trong lúa nè. Mà nó không chịu lên anh em ơi. Sáng 3 giờ mình gắng kéo nó lên mà không chịu lên nữa anh em. Tối nay mình đổi phay liên tục luôn. Thấy con gà trống mà không chịu lên luôn á. Hồi chiều mình thấy nó mà bây giờ không chịu lên. Chín con cò ở đây, con nữa nè. Cò lép. Đây con nữa, 2 con. Ngày tối thì cũng lên 2 con. 2 con còn là chích non không à. Chích tơ không à. Trong đó có nghe gáy con đó mà không chịu đâm lưới anh em. Không chịu đi luôn á. Hồi chiều thì đứng gió mà tối thì lại gió như vậy nè. Đó anh em thấy lưới không? Gió mạnh hơn hơn lúc này nữa. Giờ này sáng rồi, mờ mờ luôn anh em ơi. Để em đi qua bên kia thăm thử coi có không. Đó, được 3 con nữa kìa. Chút xíu báo kết quả cho anh em xem luôn. Trên kia dính cò gì nữa. Tối quấn trần nghịch thì cũng được 3-4 con. Con thằng cuốc không đi luôn. Con một à. Lên trên đây dính hai cò lép nữa nè. Cò nhiều quá trời vậy ta. Cò lép nhiều quá. Đây. Đây con nữa nè. Trên đây con nữa. 2 con. Đừng cò 6-7 con rồi. Cũng đỡ rồi. Đủ tiền xăng rồi anh em ơi. Sáng nay con cò đi ăn sớm ta, con cò trắng. Gà nó ở trong lúa đây không chịu lên anh em ơi. Gà trống, con cò dưới mức.
chướng tùm lum la thôi. Để mình gỡ con cò xong cái mình quay cho cả nhà xem rồi báo kết quả luôn nha anh em ơi, cho anh em xem cho vui thôi. Mình thì chỉ ăn cháo rồi anh em ơi. Chim không chịu đi. Con chuột. Rồi mình gỡ nữa, mấy con cò cũng đã xong rồi anh em ơi. Mình cò cùi luôn rồi. Nè cò nè. Đó cò không à. Cò đỏ với cò lép. Như 6 con thì cỏ ở đây nữa. Đó. Để anh bắt cho cả nhà xem nha. Một mình khó quá cả nhà ơi. Mình không có chân quay với cả nhà. Để mình úp bên cái này, rồi chút xíu mình quay lại. Rồi mình bắt ra mình cậu xong luôn rồi đó. Anh em ơi, quay cho cả nhà xem đây. Con chân nghịch 4 con, một con cần cốt. Tháng này con chân nghịch nó mập ú nù luôn kìa. Con nào con nấy mập ú nù luôn. Bắt đã tay luôn á. Có lại con ba, con chitter nè anh em. Rồi tối lên 2 con. Rồi sáng nay lên thêm 1 con nữa. Sáng nay sự may mắn mình đến với mình nó có bất ngờ luôn cả nhà ơi. Đang nói chuyện với cả nhà nó bay lên đâm lưới luôn. Hên quá, được con nữa cũng đỡ rồi. Nó được nhiêu đây đó trong buổi tối ngày hôm nay nè. Nguyên cò rồi. Video của mình đến đây tạm thời kết thúc nha anh em ơi. Rồi mình xin phép mình chào cả nhà luôn nha. Hẹn cả nhà trong những video tiếp theo.